Quả báo đến sớm. Đây là một câu chuyện có thật về cha con Tào Ngũ Tập, tri phủ huyện Mông Hóa ở Vân Nam, Trung Quốc, thời nhà Thanh, năm Càn Long thứ 21. Hoa lão gia, chào bác. Cậu là... Cháu là Tào Mỗ, là con của tri phủ Tào Ngũ Tập đây ạ. Chà, có mấy năm không gặp mà cháu đã lớn như vậy rồi sao? Mà cha cháu đâu? Dạ, cha cháu có việc phải lên kinh thành, chắc phải 10 hôm nữa mới về được ạ. 10 hôm nữa cơ à? Thế thì lâu quá. Bác có việc gì gấp cần gặp cha cháu ạ? Đúng là ta có việc muốn nhờ cha cháu. Ta muốn ông ấy bán giúp ta mấy bức tranh này. Bán tranh ư? Ừ, đúng vậy. Ở Vô Tích đang xảy ra dịch bệnh lớn, ta có vài bức tranh cổ muốn mang đi bán để lấy tiền lo mai táng cho những người bệnh qua đời. Ngặt nỗi ở đây ta không quen biết ai nên mới nhờ cha cậu bán hộ cho được giá, mà ông ấy lại đi lâu thế thì... Tưởng chuyện gì, chuyện đó cháu cũng làm được. Ở vùng này có ai không biết cháu là con trai của tri phủ đâu. Bác cứ yên tâm giao nó cho cháu ạ. Vậy thì tốt quá rồi, cậu giúp tôi nha. Sao cơ, 800 lượng bạc ư? Những bức tranh cổ này cũng quý thật, với số tiền được đem đi làm từ thiện nên tôi cũng trả giá cao hơn một chút. Cảm ơn ông chủ Hà rất nhiều ạ. Vài tháng sau, con trai của tôi sao rồi thưa đại phu? Mạch tượng đập rất yếu, có lẽ cậu nhà sẽ không qua khỏi trong đêm nay. Sao cơ? Nói vậy nghĩa là con trai tôi sẽ chết ư? Rất tiếc là như vậy, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Kìa, đại phu! Khải ơi, có nghe thấy cha nói gì không? Cha, cứu con! Con yên tâm, cha sẽ mời thái y ở kinh thành đến chữa bệnh cho con. Con nhất định sẽ khỏe lại thôi. Con... Không! Con tôi! Ta cả đời làm quan thanh liêm mẫu mực, chưa bao giờ bọn rút bớt xén của dân lấy một đồng. Tại sao lại phải chịu cảnh lá vàng tiễn lá xanh đi thế này chứ? Trời ơi, ông không có mắt sao? Đại nhân, người dầm mưa thế coi chừng cảm lạnh đấy ạ. À, ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi một mình. Người hãy ra ngoài đi. Ta đang ở đâu thế này? Tào Ngũ Tập. Kính chào Phan Quang ạ. Ngươi nhận ra ta sao? Ngươi có biết tại sao ta đến đây gặp ngươi không? Tôi không biết ạ. Ngươi đang bất mãn vì trên dương gian ngươi là một vị quan tốt, chưa làm điều ác bao giờ, mà lại chịu cảnh con trai chết trước, không có người nói giỏi, đúng vậy không? Quả đúng là như vậy ạ. Nếu Phan Quang đã hiểu lòng tôi thì xin người hãy khai sáng để tôi chết được nhắm mắt ạ. Người đúng là một vị quan tốt, nhưng con trai ngươi thì không. Hả? Con trai tôi ư? Nó đã làm gì sai ạ? Cách đây vài tháng, Hoa Mổ có đến tìm ngươi để nhờ bán hộ số tranh cổ để đem đi từ thiện. Nhưng ngươi không có nhà, con trai ngươi đã thay ngươi đi làm điều đó rồi. Không ngờ mấy bức tranh cũ rích này mà cũng bán được giá thế. Những 800 lượng bạc cơ đấy. Nhưng mà đem hết số tiền này đi từ thiện thì có quá nhiều không? Nếu không có công của mình đi bán thì làm sao ông chủ Hà nể mặt mà được nhiều tiền thế này chứ? Đây là số tiền cá bán tranh cho bác. Họ nói vì tranh cũ quá lại rách nữa nên chỉ trả được 80 lượng bạc thôi ạ. Hả? Chỉ có 80 lượng bạc thôi sao? Cháu cũng đã nói hết lời rồi, và cũng đi mấy tiệm khảo giá, ở đây còn trả cao nhất đấy ạ. Thôi thì đành thế chứ biết sao. Số tiền này chỉ đủ mua quan tài chôn cất những bộ xương khô thôi. Những thi thể khác thì không thể mai táng được rồi. Hắn đã sinh lòng tham,
lấy đi tiền tài, cướp đi phúc lành của người khác, khiến cho hàng nghìn người phải phơi xương nơi đồng không mong quạnh. Vì thế mới bị trừng phạt, phải ngã bệnh mà chết. Không, con trai tôi không phải người như thế. Nếu như ngươi không tin, hãy về mở chiếc hòm trong thư phòng của con trai ngươi mà xem. Phán quan, phán quan! Chỉ là mơ thôi sao? Trời ơi, chỗ này tính ra cũng hơn 700 lượng bạc. Đúng là số bạc mà nó tham ô khi đi bán tranh rồi. Trời ơi, đúng là nhân quả báo ứng mà. Mổ Nhi, sao con lại dại dột thế chứ? Từ đó, Tào Ngũ Tập không còn than trách trời đất bất công, mà càng tích cực làm nhiều việc thiện hơn nhằm chuộc lại tội lỗi của con trai mình. Những đồng xu lẻ. Quý khách chỉ lấy phong kẹo này thôi ạ. Còn rất nhiều loại kẹo ngon và chất lượng. Cảm ơn cô, nhưng bé con nhà tôi chỉ thích loại này thôi. Cửa hàng thì đông, bỏ công xếp hàng mà mua mỗi một phong kẹo. Của ông hết 9 đô la. Nếu không phải trả lại thì xin cảm ơn ạ. Rất tiếc, tôi chỉ còn có tờ 10 đô thôi. Có xu 1 đô kìa. Xin lỗi ông, chúng tôi hết tiền xu rồi. Ông vui lòng nhận lại kẹo thay xu được không ạ? Xin lỗi cô, con tôi không ăn loại kẹo này. Cô thông cảm, tôi muốn nhận lại bằng tiền. Ông thấy đấy, chúng tôi chẳng còn đồng xu nào nữa mới phải trả lại kẹo. Đây là loại kẹo đắt tiền đó ạ. Một cái kẹo có khi còn hơn 25 sen. Ông nhận giúp cho ạ. Có thể viên kẹo này đắt hơn 25 sen, nhưng mà tôi không có nhu cầu sử dụng. Và hơn nữa, kẹo thì không thể dùng để mua sắm được như tiền xu. Làm gì mà lâu vậy, thanh toán mãi không xong. Ông làm khó chúng tôi quá. Mọi người vẫn nhận lại kẹo khi cửa hàng không còn tiền xu và đâu có phàn nàn gì. Giờ ông không nhận kẹo, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Vậy thì gửi lại cô viên kẹo này. Tôi chỉ nhận tiền thôi. Trông ăn mặc lịch sự thế kia, đi xe sang, thế mà cò kè từng xu một. Sao chị không đưa nốt xu trong ngăn đi? Kệ lão ấy, lần nào lão cũng chỉ mua đúng một phong kẹo 9 đô. Tưởng giàu có ghê gớm gì lắm mà ra oai. Cho lão biết mùi, có đồng 25 sen mà cũng kì kèo. Thông cảm nhận lại kẹo nhé. Về thôi Mary, hôm nay đông khách quá, lại đóng cửa muộn. Doanh thu cửa hàng mình tháng này có khi cao nhất luôn. Tớ bảo nè, từ nay nếu có thiếu 25 sen thì cậu cứ đưa kẹo cho khách nhé. Công ty thanh lý kẹo gần tới hạn rất rẻ, dùng kẹo đó mà trả lại. Trả 25 sen làm gì, tích cả ngày cũng được kha khá xu đó. Mary, ông chủ biết sẽ không hay đâu. Biết làm sao được, trừ khi cậu nói. Cậu đóng cửa về sau nhé, tôi về trước đây. Cái lão đáng ghét, để xem lần sau có lấy kẹo không. Không lấy càng tốt, đỡ tiền, đỡ cả kẹo. Làm cốc cà phê lạnh cho tỉnh táo. Chưa được 2 đô, không đủ xu rồi. Chán thật, bao giờ thì mấy cái máy này nó nhận tiền giấy đây. Quên mất cái túi tiền xu ở cửa hàng rồi. Bác ơi, chuyến này có qua nhà hát thành phố không ạ? À? Không đâu cháu, chỉ đi qua phố nhà thờ thôi. Vâng, vậy cũng được ạ. À? 2 đô một lượt cơ ạ? À? Tăng giá mấy tháng nay rồi cô gái ơi, cháu chắc ít đi xe đúng không? Nhưng cháu chỉ còn có 1 đô 75 sen thôi ạ. À? Không thì cháu cứ bỏ 1 đô vào, đi nửa chặng đường rồi xuống vậy. Vâng, đành thế ạ. À? Là một ngày đen đủi chỉ vì mấy đồng xu đáng ghét. Cậu mở hàng trước đi nhé. Ừ, tớ phải qua chỗ giặt đồ đã. Hôm qua về muộn quá. Giặt nhanh cho em chỗ này, trưa em qua lấy nhé. Em ra xem máy nào còn trống, bỏ đồ vào, rồi nhét xu vào khe bên cạnh nhé. 2 đô một lượt giặt 5 ký. Giặt là giờ cũng tự động là sao? Lại còn nhét tiền xu nữa. Chị nhận tiền mặt giúp em được không ạ? Đông khách quá, nhiều khi không biết ai trả tiền hay chưa. Giờ có máy bỏ tiền xu tự động nên đỡ hẳn. Không bỏ xu vào thì còn lâu mới giặt được. Thế hay chị quẹt thẻ ngân hàng đi, được không? Em còn qua chỗ làm nữa, muộn mất rồi. Tiệm nhỏ thế này lấy đâu ra máy quẹt thẻ. Cô trả tiền mặt, người khác thấy cũng đòi trả tiền mặt cho nhanh thì loạn. Đây là quy định rồi, không làm khác được.
Mà chẳng lẽ trong người không có xu nào à? À, hình như có đây. Thôi chịu khó sang chỗ khác nhé. Trông cậu phờ phạc thế, ốm hả? Sao bây giờ lắm dịch vụ phải bỏ tiền xu thế nhỉ? Thèm cà phê cũng không được uống, chỉ vì thiếu một xu. Không đủ tiền đi hai chặng xe buýt vì thiếu một xu. Sáng ra vác quần áo ra tiệm giặt thì người ta cũng chỉ nhận tiền xu qua máy tự động. Có một đêm mà nghe dài như một bộ phim vậy nhỉ? Sao cậu không mang túi tiền xu về? Ừ, thế mới tức. Thiếu có một xu mà khốn khổ. Thôi, tớ đi cất đồ rồi ra quầy đây. Ừ, cậu đi đi. Xin chào quý khách. Quý khách, quý khách muốn mua gì ạ? Vẫn như mọi khi, một phong kẹo trái cây loại nhỏ. Dạ, 9 đô thưa quý khách. Gửi cô 10 đô. Dạ thưa. Không sao, tôi nhận kẹo thay cũng được. Gửi quý khách tiền thừa, cả của ngày hôm qua nữa. Thật lòng xin lỗi quý khách. Cảm ơn cô. Thật vui khi nhân viên cửa hàng ta biết nghĩ cho quyền lợi của khách hàng, biết trân trọng giá trị đồng tiền của khách, dù là một sen. Hai cô đã được nhận vào làm nhân viên chính thức. Chúc một ngày tốt lành. Lẽ nào ông ấy là... Mượn tạm. Con muốn đi chơi cơ. Con không muốn về nhà bà đâu. Mẹ hứa hôm nay cho con đi chơi mà. Sáng nay mẹ bận rồi, để chiều nha con. Mẹ đang rất vội, con đừng có lằng nhằng nữa. Thôi, mẹ quên đem mũ bảo hiểm xuống rồi. Mẹ ơi, thế mình lại phải quay lên nhà lấy mũ à? Bây giờ mà chạy lên thì trễ việc của mẹ mất. Ơ, sao mẹ lấy mũ của người ta hả? Thế là lấy trộm phải không ạ? Con nói bé thôi, đây không phải là lấy trộm, mẹ chỉ mượn tạm thôi. Chiều về mẹ sẽ trả lại. Nhưng mẹ đâu có hỏi mượn ai đâu. Thôi nào, mẹ đã nói là mẹ mượn tạm thôi mà. Con có lên nhanh không? Muộn giờ của mẹ rồi. Chơi vậy đủ rồi, về thôi con. Ơ, con vừa chơi mà. Đằng kia có quán kem kìa, nhanh ra đây, mẹ cho đi ăn kem. Vừa như anh, đúng đôi mình thích. Cái này là chỉ mượn tạm thôi mà. Anh lấy mất đôi giày đẹp của con rồi ba ơi. Con xem lại xem có lẫn ở đâu không. Bé bị đi nhầm giày hả anh? Thật là ngại quá. Vì cái này bên em cũng chưa có tủ đựng đồ nên không quản lý được. Đôi giày đó ba vừa mua cho con. Con chỉ thích đôi giày đó thôi. Cũng sắp hết giờ chơi rồi, hay là anh đợi một chút, các bé về hết, còn thừa đôi nào thì đi tạm về. Cảm ơn cô, nhưng đó cũng không phải là dép của con gái tôi. Tôi không bao giờ dạy bé chuyện lấy đồ của người khác. Để ba mua cho con đôi giày khác nha. Con thích ăn kem gì nào? Con ăn kem sô-cô-la. À, bạn kia lúc nãy chơi với mình mà. Đúng đôi giày của tớ rồi. Ba ơi, bạn này lấy giày của con. Bông, bước ra đây mẹ xem nào. Con lấy ở khu vui chơi. Đúng rồi, cháu bị mất giày ở khu vui chơi. Cô xem ở góc giày có ghi Hoàng Linh là tên của cháu đó ạ. Ai dạy con thế hả? Không phải của mình mà dám lấy để đi. Con có biết thói đó là xấu lắm không hả? Trả lại cho bạn mau. Mẹ bảo đó không phải là ăn trộm. Con cũng chỉ mượn tạm thôi mà mẹ.
Thôi chị à, con bé còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, chị cũng đừng mắng cháu nó, tội nghiệp. Vâng, xin lỗi anh. Việc dạy dỗ con cái không dễ chút nào cả. Bậc làm cha mẹ như chúng ta còn phải cố gắng nhiều chị à. Vâng, tôi hiểu. Thôi chào chị. Cháu chào cô, chào bạn nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.